vạn vật luôn chuyển động và biến đổi không ngừng, song hành theo những xu hướng mới. Bắt nhịp cùng xu thế, Thủ Đức, thành phố trong lòng thành phố đầu tiên của Việt Nam, đang trên đà phát triển, vươn mình từng bước trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Đề xuất ngân sách 30.800 tỷ nhằm quy hoạch hai tuyến đường mới và triển khai 4 tuyến đường đã được thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trước đó. Khu công nghệ cao với thời gian hoạt động hơn 20 năm, tổng số vốn FDI tính đến thời điểm hiện tại là 10,1 tỷ USD cho 51 dự án. Năm 2025, thành phố Thủ Đức sẽ đón nhận một lượng lớn công dân tri thức theo định hướng phát triển hạ tầng kinh tế với hơn 50.000 người, trong đó có 2.000 kỹ sư chuyên gia. Tổng con số đầu tư vành đai 3 lên đến hơn 75.000 tỷ đồng, trở thành đại công trường hạ tầng trọng điểm miền Nam. Rõ ràng, thành phố Thủ Đức sẵn sàng chuyển mình khoác lên diện mạo của một thành phố tiên phong. Tiên phong trong quy hoạch, tiên phong sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số và tiên phong cho những xu hướng mới, cơ hội mới. Trong số đó, xu hướng hybrid chiếm sóng mạnh mẽ vì phù hợp với định hướng sáng tạo công nghệ cao. Làn sóng hybrid nổi bật nhất trong lĩnh vực sản xuất ô tô, những thương hiệu vang danh toàn cầu đều đã ra mắt các dòng hybrid cao cấp, thông minh, linh hoạt. Khái niệm hybrid working cũng đang phổ biến với sự kết hợp giữa làm việc từ xa và trực tiếp tại văn phòng, cho phép nhân viên linh hoạt thời gian, doanh nghiệp tối ưu chi phí. Đón đầu cơ hội vàng, MTX Smart City ra mắt tòa tháp premium nhất, mang phong cách hybrid thông minh, linh hoạt. Tòa lạc tại vị trí cửa ngõ thủ phủ công nghệ sáng tạo, tòa tháp The Hybrid hòa chung xu thế toàn cầu, tiên phong căn hộ hybrid tại Việt Nam. Nằm ngay mặt tiền vành đai 3, nút giao lên cao tốc Long Thành Dầu Dây siêu kết nối, gần kề khu công nghệ cao, dễ dàng tiếp cận sân bay Long Thành, trung tâm Thủ Thiêm. Đây là không gian sống lý tưởng cho hàng nghìn chuyên gia tương lai. The Hybrid còn hướng lợi sau cột mốc khởi công vành đai 3 tháng 6 năm 2023 vừa qua. Dự đoán đến năm 2026, khi vành đai 3 thông tuyến sẽ thúc đẩy giá trị The Hybrid gia tăng ít nhất 30%. Đường lò lưu hoàn thành giải phóng mặt bằng mang đến kỳ vọng tăng giá 10%. Sở hữu The Hybrid chính là một tích sản sinh lời vượt trội theo lộ trình phát triển thành phố Thủ Đức đến năm 2040. The Hybrid là tâm huyết của nhà phát triển RioLand với pháp lý minh bạch, tiến độ thần tốc, nhiều đặc quyền vượt trội cùng chính sách bán hàng tiên phong. Mỗi căn hộ Hybrid được bàn giao công nghệ FPT Smart Home tiên tiến nhất, kết hợp nội thất thương hiệu châu Âu hàng đầu như Hable, Duravit, Ariston và được tư vấn vận hành 5 sao bởi đơn vị hơn 50 năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản. Mỗi ngày sống tại The Hybrid là một kỳ nghỉ tại gia với hồ bơi 1.700m2 lớn nhất khu vực, công viên ven sông tự nhiên trải dài, khu thương mại sầm uất đáp ứng mọi nhu cầu tận hưởng. Tiên phong kiến tạo căn hộ phong cách mới giữa thủ phủ công nghệ sáng tạo. Ngay hôm nay, đừng bỏ lỡ cơ hội tiên phong sở hữu siêu phẩm căn hộ Hybrid.